có một cái loại củ mà khi chúng ta biết cách sử dụng nó thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất nhiều ở trong cái cuộc sống hiện tại. Chúng ta thường hay mắc phải một số cái vấn đề. Ví dụ chúng ta là một người đi làm xa xứ, xa quê, sống một mình, mà nửa đêm mà chúng ta bị trúng gió trở trời, cảm phong hàn, cảm hàn, nhiễm hàn, cảm lạnh, trúng gió, thì có một mình mà ai cào cảm cho mình, đúng không? Ai đi mua thuốc cho mình? Mình nửa đêm là ai bán thuốc? Thì loại củ này sẽ cứu của bạn chị mình trong đêm khuya, thứ nhất. Thứ hai nữa là những người già ngủ sáng dậy sưng cái đầu gối lên bự ấy thì chúng ta rất là bối rối, không biết làm cách nào, đi bác sĩ liền hay gì đó. Nhưng cái củ này nó sẽ giúp của bác anh chị mình, khi bó cái củ này vào thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta hết sưng cái đầu gối đấy. Ngoài ra thì khi mà chúng ta bị xương khớp, nhất là cột sống, khớp gối rồi đó, mà chúng ta bị thoái hóa, hay không? Đầu gối thì ví dụ như bị gai, bị khô khớp, đấy, rồi cột sống thì nó bị thoái hóa, thì nó bị đau nhức cột sống, rồi bị thoái hóa cột sống, nó bị gai cột sống, rồi này nọ, thì cái lời cũ này nó cũng có thể giúp của anh chị mình. Đó là lời cũ gì? Rất thân thuộc và thân quen với của anh chị mình thôi. Nhưng đôi khi chúng ta không có tìm hiểu kỹ thì những cái công dụng của nó, của anh chị mình chưa có làm được. Hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho anh chị mình lời cũ này. Đôi khi chúng ta không tốn một cắc tiền nào hết mà chúng ta có được bài thuốc, chúng ta hỗ trợ rất thích hợp cho những người không có tiền điều trị bệnh khó khăn ha. Trong cái lúc mà chúng ta khó khăn thì biết được bài thuốc không tốn tiền thì nó rất là quý. Và nếu như cảm thấy video này có hữu ích cho cộng đồng, cho xã hội thì của anh chị mình cho Hải xin cái video này là một cái lượt thích ha. Để anh chị, không phải là để làm cái gì, nhưng mà khi cái video mà có nhiều người thích thì cái thuật toán của YouTube người ta nói là video này có nhiều người quan tâm thì người ta sẽ đề xuất cái video này lên. Để anh chị, để cho nhiều người bệnh người ta thấy, người ta biết. Cái mục đích là như vậy nha. Bây giờ Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý anh chị mình nè. Đây, đó là lời củ này. Các anh chị nhận ra củ gì chưa? Lời củ này nó sẽ cứu của bác chị mình trong đêm khuya, lúc nửa đêm. Người ta còn hay gọi là cứu trong gang tấc. Lời củ này, nhận ra chưa? Đây, Hải sẽ lấy một củ ha. Cái củ này á, chắc thân thuộc rồi, thân quen rồi. Nó có tên là củ gừng. Ở trong Đông y người ta gọi nó là sinh khương. Vị của nó là vị cay, tính ấm nóng, lan tỏa. Ấm nóng lan tỏa là cái gì? Khi chúng ta uống vào thì nó sẽ, cái nóng á, nó lan ra khắp cơ thể, lan tỏa ra, nó đẩy những cái phong hàn ra ngoài. Sinh khương ha. Can khương và tháng khương đấy, nó nhiều là tên gọi và cách, tùy theo cái cách bào chế. Ví dụ chúng ta nướng hoặc là chúng ta phơi khô ha, thì có cái tên gọi khác nhau. Rồi, bình thường như thế này gọi là sinh khương. Cô anh chị mình để Văn Hải chia sẻ cách để mà cứu trong đêm khuya nè. Ví dụ chúng ta trúng gió nè ha. Rửa sạch đi, đem cái củ này về rửa sạch đi, giống vậy này. Rửa sạch xong phơi cho ráo đi ha. Phơi ráo chứ không phải phơi khô nha, phơi ráo đi ha. Xong rồi giặt mỏng. Giặt mỏng xong của bác anh chị mình là bỏ vào một cái hũ. Chúng ta làm nhiều chúng ta để sử dụng lâu, làm ít thì hết thì làm tiếp, thấy không? Ở đây Văn Hải nói khoảng ký đi. Ký là khoảng nhiêu đây nè, thấy không? Giặt mỏng phơi khô, giặt mỏng bỏ vào cái hũ. Một ký như thế này chúng ta có thể đổ khoảng 2 lít rượu ở độ 40 đến 50 độ. Và chúng ta ngâm khoảng 1 tuần lễ là chúng ta sử dụng dần được rồi, thấy không? Ví dụ chúng ta bị trúng gió trở trời, cơ thể hay lạnh, hay bị nhiễm hàn. Nhiều người là cái đề kháng yếu á, rồi cơ thể hay bị lạnh lắm, thì chúng ta sử dụng lấy ly nhỏ vậy nè, uống vào. Rồi nửa đêm mà bị trúng gió hoặc là đau bụng thì cũng được, thì chúng ta cũng lấy ly này nè. Một mình mà, ở có một mình
lấy ly uống vào ấm lại, sáng mai tính tiếp. Có phải là nó cứu chúng ta trong đêm tối không? Đấy, đó là một cách khi sử dụng cái củ gừng này. Sử dụng tươi ha, ngâm tươi. Thứ hai nữa là khi mà cái đầu gối á, những người già hoặc người trẻ cũng vậy. Bình thường thì chiều không sao, ngủ sáng dậy cái đầu gối sưng chà bá luôn, thấy không? Thì chúng ta làm cách nào? Lấy củ gừng này nè, thấy không? Lấy cái đầu gối thì lấy khoảng 2 củ như thế này. Đầu gối thì lấy khoảng 2 củ bự như thế này nè, thấy không? Rồi rửa sạch đi, giã thật nát ra, hoặc xay thật nhuyễn ra. Thì trong khi giã hoặc xay á, cho hải khoảng 200g đường cát á, cái đường mà mình hay dùng nấu ăn á, 200g, có nghĩa là 2 lạng á, bỏ vào và chúng ta giã chung. Giã cho nghiền nát hết và chúng ta bó vào cái chỗ mà đầu gối chúng ta đang bị sưng. Đấy. Thì chúng ta bó khoảng chừng 2-3 tiếng chúng ta bỏ ra. 2-3 tiếng bỏ ra, nghe không? Xong rồi bắt đầu chiều á, nếu mà nó còn thì chiều chúng ta lại lấy cái khác chúng ta làm bao tiếp. Như vậy thì nếu mà hợp thì trong vòng khoảng 1 lần hoặc 2 lần bó là nó đã có hiệu quả rồi. Đấy, đã có hiệu quả cho chúng ta rồi. Đấy. Đó là cách để hỗ trợ ha. Cái này Văn Hải nói rất kỹ nè. Khi chúng ta ngủ dậy mà cái đầu gối chúng ta nó sưng, chứ không phải là chúng ta đang bị sưng khớp nha. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta đang bị đau nhức xương khớp do bị thoái hóa thì chúng ta làm cái cách kế tiếp, đó là của bác anh chị mình lấy cho Hải là cái củ gừng này. Tùy theo cái chỗ, ví dụ như cụ chỏ, cụ tay hoặc là khớp gối hoặc là cái lưng thì là chúng ta sẽ lấy cái củ gừng này tùy theo cái nơi mà chúng ta bị bệnh. Lấy củ gừng đó tươi rồi lấy thêm cho Hải cái này nè. Đây là cái cây nán hoa trắng. À đây là, còn đây là cây xà đỏ. Xà đỏ này anh ấy mới chưa có chia sẻ nữa. Trồng mấy năm mà chưa có chia sẻ của anh chị mà. Xà đỏ. Này, cây nán hoa trắng nè, ha, gọi là cây đại tướng quân ha, bự cho bá nên thấy không? Rồi lấy cho Hải là cũng tùy theo cái nơi. Ví dụ đầu gối thì chúng ta lấy khoảng nửa lá. Còn cái lưng á thì chúng ta lấy khoảng một lá, nếu mà lá vừa thì lấy lá. Đấy. Tươi như thế này. Đấy, gừng và cái lá nán hoa trắng này xay nhuyễn. Đấy, xay nhuyễn. Rồi, chúng ta đã xay nhuyễn hai loại rồi, gừng và cái lá nán hoa trắng ha. Thì trong khi xay á, của bác chị mình cho Hải vào đó xay xong hoặc là trong khi xay chúng ta cho Hải vào đó khoảng một nắm muối hạt ha, một nắm muối hạt. Và sau khi mà chúng ta xay xong mà muối hạt nè, củ gừng nè ha, củ gừng và cái lá nán hoa trắng thì cô bác anh chị mình là sao cho nó ấm lên. Sau khi chúng ta sao nó nóng lên rồi, sao nóng đi ha, sao nóng lên. Sau khi chúng ta sao nóng lên rồi thì cô bác anh chị mình là lấy cho Hải á, một là cái rượu cao độ, rượu nhất á, hai là giấm ăn khoảng 2 ly lớn vậy, một cái ly nhỏ nhỏ vậy này lấy 2 ly, ly lớn hơn thì lấy 1 ly. Rượu cao độ hoặc là giấm ăn đổ vào đó, trộn cho đều và nhắc xuống. Nhắc xuống chúng ta để còn ấm ấm á. Nếu như khớp gối chúng ta bị thoái hóa, gai đồ đó thì chúng ta bó vào. Đấy. Nếu cái cụ chỏ khớp tay rồi đó, chúng ta bó vào. Còn nếu cái lưng cột sống chúng ta thì chúng ta sẽ nằm úp và chúng ta đắp lên. Đắp lên. Cái thời gian là ít nhất cũng phải 1.5 tiếng đến 2 tiếng, nghe không? Mà chúng ta bỏ ra, thì bỏ ra rồi thì chúng ta không có bỏ luôn, bỏ ra rồi thì đó là sáng, còn bắt đầu chiều chúng ta sao cái đó lại, sao lại một lần nữa thì chúng ta đó bó hoặc đắp tiếp. Một ngày chúng ta có thể làm một lần hoặc bó 2 lần, làm một lần dược liệu và chúng ta sẽ bó được hai lần. Thì kiên trì như vậy thì nó sẽ hỗ trợ của bác chị mình. Đó là những cái công dụng cực kỳ tuyệt vời của cái củ gừng. Nếu chúng ta muốn biết cách sử dụng và biết cách kết hợp thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là tuyệt vời từ cái củ gừng này. Đây, Hải cũng đang ấy để Hải ngâm một cái bình rượu này. Củ gừng nè. Này biết sao, mùa mưa mùa gió này nó dễ bị trúng gió trúng nắng trúng ấy lắm. Rồi, thì cũng có xong ha. Mong rằng những chia sẻ của Hải sẽ đóng góp một ít nào cho cái lợi ích cho cộng đồng và xã hội.
với bên của ba chị mình có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang bệnh tật. Bây giờ Phan Hải xin kết thúc video đây. Bây giờ xin chào. Kính chúc quý bác chị mình luôn mạnh khỏe và an lạc trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào những video tiếp theo.